Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới U11-13 Hồng Kông 2018 chương 6, Dream Sequence 2 Bravo A còng lối ra 118 thể dục, tập 1, 15 Nhan 2021. Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới U11-13 Hồng Kông 2018 chương 6, Dream Sequence 2 Bravo A còng lối ra 118 thể dục, tập 1, 15 Nhan 2021. Sân bay Sitak không bao giờ hết làm tôi ngạc nhiên về độ lớn của nó và sự vội vã của du khách. Lối ra vào sân bay luôn được lùi lại khoảng một dặm với ô tô và xe buýt. Đoạn đường dài dành riêng cho những hành khách trả khách lúc nào cũng đông nghẹt taxi, xe đưa đón và xe buýt nội thành. Không một chiếc xe nào được phép đậu ở bất cứ đâu trên đoạn đường dài giữa lối vào và lối ra của sân bay. Tuy nhiên, có nhiều xe đậu hơn số xe dừng lại để trả khách. Đó là một ngày mưa, 45 độ với gió mát. Mây u ám che kín bầu trời bao la che khuất ánh mặt trời. Phần lớn tuyết đã tan, tiết trời đầu xuân đã đến. Những tháng mùa đông tại lối ra 118 thể dục có nghĩa là đào tạo chuyên sâu. Lịch mùa xuân đầy ắp những ngày thi đấu ở cấp quốc gia dành cho lứa tuổi thiếu niên của chúng tôi. Ngày thi đấu dành cho giới tinh hoa cao cấp và các cấp độ khác cũng lấp đầy lịch xuân. Exit 118 thể dục không bao giờ nhàm chán, đúng hơn, nó luôn luôn thú vị về những gì đang diễn ra. Chúng tôi mặc bộ quần áo thể dục Exit 118, vì vậy tất nhiên tất cả chúng tôi đều buộc tóc đuôi ngựa. Bà Humphrey, chuyên gia chăm sóc sắc đẹp chính của chúng tôi, cùng với ba trợ lý của bà, đã qua lại giữa chúng tôi 24 người với một loạt các trang điểm trong hành lý có bánh xe của cô ấy. Cô ấy kiểm tra độ dài của những chiếc đuôi ngựa của chúng tôi và tìm kiếm bất kỳ sợi lông nào cần được loại bỏ hoặc giấu đi. Trong một tình huống thi đấu thực tế, cô ấy luôn ở trong trạng thái hoảng sợ. Huấn luyện viên Hana, huấn luyện viên Zen, robot Jim, ba huấn luyện viên khác, một trong những thư ký của Exit 118 Gymnastics và một nhân viên liên lạc du lịch đã ở cùng chúng tôi, cũng như nhiều phụ huynh của các vận động viên thể dục, những người đã đến với tư cách tình nguyện viên và tự trả tiền chi phí. Chúng tôi đã đăng ký tham dự giải vô địch thế giới U11-13 Hồng Kông 2018. Việc chỉ định U11-13 có nghĩa là các đối thủ phải từ 11 tuổi trở lên và không được lớn hơn 13 tuổi khi bắt đầu cuộc thi. Cha mẹ của Joker đã đến. Những lời đầu tiên của họ với các đồng đội của Joker và mọi người khác là chúng tôi cảm thấy nỗi đau của bạn khi phải chịu đựng Rachel. Chúng tôi thông cảm cho sự khó khăn quá mức của bạn. Sitak đã được lấp đầy bởi rất nhiều du khách hàng không đang theo dõi. Tất cả các quầy bán vé máy bay đều chật kín khách cộng thêm hàng dài người chờ đến lượt cân túi, làm thủ tục và xuất vé. Theo những gì mắt thường có thể thấy, những người đi máy bay đang đi về công việc của họ. Các nhân viên cảnh sát và chó cảnh sát đã di chuyển khắp các nhà ga hành khách cố gắng tiêu diệt kẻ xấu. Định kỳ an ninh của sân bay Intercom sẽ phát đi cảnh báo cho tất cả hành khách không được để đồ đạc của mình mà không được mang theo túi xách của người lạ. Nếu bạn thấy điều gì đó, hãy nói điều gì đó. Hành trình bay của chúng tôi trên Asiana Airlines đến sân bay quốc tế Incheon, Seoul, Hàn Quốc, bao gồm 10 giờ bay, 3 giờ dừng lại ở Seoul, Seoul và 3 giờ nữa từ Incheon, Seoul đến Hồng Kông. Chúng tôi đã ở trong nước trong 7 ngày với 5 ngày thi đấu. Sau đó chúng tôi sẽ bay trở về nhà. Tất cả chúng tôi tập trung gần quầy làm thủ tục của Asiana Airlines. Xếp hàng dài như trường hợp ở quầy làm thủ tục của các hãng hàng không khác. Các huấn luyện viên của chúng tôi đang xác minh điều gì đó hay điều gì khác bằng những chồng giấy và các tài liệu chính thức khác. Bà Hayat dán mắt vào máy tính bảng của mình, đảm bảo rằng tất cả các hóa đơn đã được thanh toán. Robot Jim đứng yên một cách hoàn hảo, tầm vóc 7 bộ 5 inch tạo cảm giác rằng anh ấy là vệ sĩ của chúng tôi.
cha mẹ của các vận động viên thể dục đã tụ tập và nói chuyện với nhau với sự tự hào về khả năng thể dục nghệ thuật của con gái họ. Họ tuyên bố con gái của họ là tài liệu Olympic và họ cung cấp thêm bằng chứng về sự xứng đáng của chúng. Cha mẹ của mọi vận động viên thể dục đều nghĩ tương tự về vấn đề đó. Cha mẹ và ông bà của Sabrina đã đến. Họ không bao giờ mệt mỏi khi nói với bất cứ ai sẽ lắng nghe về việc Sabrina vận động viên thể dục tuyệt vời như thế nào. Sau khi vượt qua được khâu an ninh, chúng tôi chuyển sang một khu vực khác của sân bay với nhiều khách hàng không, cảnh sát, nhân viên an ninh sân bay và nhân viên nhà cung cấp một không gian chật kín người. 24 chúng tôi ngồi trong một khu vực. Bộ quần áo thấm mồ hôi của chúng tôi cho thấy chúng tôi đang đi du lịch theo nhóm, ngăn cách chúng tôi với những người đi máy bay thông thường. Điều này cho phép những người dân bình thường có cơ hội chiêm ngưỡng chúng tôi. Phần lớn những người chúng tôi đi ngang qua đều liếc nhìn chúng tôi với vẻ ngưỡng mộ hoặc dè dặt. Các huấn luyện viên của chúng tôi mặc bộ quần áo thể dục Exit 118. Các huấn luyện viên nữ đã được trải chuốt như chúng tôi nhờ lời khuyên của bà Humphrey. Các huấn luyện viên nam được cạo chọc đầu với kiểu tóc ngắn. Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới U11-13 Hồng Kông 2018 chương 6, Dream Sequence 2 Bravo A còng lối ra 118 thể dục, tập 1, 15 Nhan 2021. Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới U11-13 Hồng Kông 2018 chương 6, Dream Sequence 2 Bravo A còng lối ra 118 thể dục, tập 1, 15 Nhan 2021. Sân bay SeaTac không bao giờ hết làm tôi ngạc nhiên về độ lớn của nó và sự vội vã của du khách. Lối ra vào sân bay luôn được lùi lại khoảng một dặm với ô tô và xe buýt. Đoạn đường dài dành riêng cho những hành khách trả khách lúc nào cũng đông nghẹt taxi, xe đưa đón và xe buýt nội thành. Không một chiếc xe nào được phép đậu ở bất cứ đâu trên đoạn đường dài giữa lối vào và lối ra của sân bay. Tuy nhiên, có nhiều xe đậu hơn số xe dừng lại để trả khách. Đó là một ngày mưa, 45 độ với gió mát. Mây u ám che kín bầu trời bao la che khuất ánh mặt trời. Phần lớn tuyết đã tan, tiết trời đầu xuân đã đến. Những tháng mùa đông tại lối ra 118 thể dục có nghĩa là đào tạo chuyên sâu. Lịch mùa xuân đầy ắp những ngày thi đấu ở cấp quốc gia dành cho lứa tuổi thiếu niên của chúng tôi. Ngày thi đấu dành cho giới tinh hoa cao cấp và các cấp độ khác cũng lấp đầy lịch xuân. Exit 118 thể dục không bao giờ nhàm chán, đúng hơn, nó luôn luôn thú vị về những gì đang diễn ra. Chúng tôi mặc bộ quần áo thể dục Exit 118, vì vậy tất nhiên tất cả chúng tôi đều buộc tóc đuôi ngựa. Bà Humphrey, chuyên gia chăm sóc sắc đẹp chính của chúng tôi, cùng với ba trợ lý của bà, đã qua lại giữa chúng tôi 24 người với một loạt các trang điểm trong hành lý có bánh xe của cô ấy. Cô ấy kiểm tra độ dài của những chiếc đuôi ngựa của chúng tôi và tìm kiếm bất kỳ sợi lông nào cần được loại bỏ hoặc giấu đi. Trong một tình huống thi đấu thực tế, cô ấy luôn ở trong trạng thái hoảng sợ. Huấn luyện viên Hana, huấn luyện viên Zen, robot Jim, ba huấn luyện viên khác, một trong những thư ký của Exit 118 Gymnastics và một nhân viên liên lạc du lịch đã ở cùng chúng tôi, cũng như nhiều phụ huynh của các vận động viên thể dục, những người đã đến với tư cách tình nguyện viên và tự trả tiền chi phí. Chúng tôi đã đăng ký tham dự giải vô địch thế giới U11-13 Hồng Kông 2018. Việc chỉ định U11-13 có nghĩa là các đối thủ